năng lực upen, năng lực cứng nhắc. TV 360, xem theo cách của bạn. Nếu mà chỉ còn mình em anh Hiếu ấy thì em sẽ không có cửa thắng. Bởi vì anh Hiếu chỉ đứng yên thôi là coi như em đã không kéo được rồi. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Đồng chí trong trung đội cổ vũ nhiệt tình. Trời ơi. Xong. Trận đấu kết thúc. Kết quả trung đều. Đồng chí Hiếu giành chiến thắng. Thấy là lúc ấy là kiểu vào phát anh Hiếu kéo sụt phát ấy. Là em biết ngay rồi, cái tỷ lệ thắng nó không còn nữa. Lúc mà còn 3 người em mới kiểu dồn hết sức vào trận đấy ấy. À, nhưng cuối cùng lại vì chút sơ sẩy thế em lại vẫn để mình thua. Tại vì khi mình tập trung mình mà bò trường thì mình đâu để ý xung quanh đâu, mình cứ cố gắng mình hoàn thành xong thôi. Thì khi mà hoàn thành xong rồi thì mới biết là bạn Hải là ráp cái bắn súng chưa có, cái đạn súng chưa có kỹ á. Thì nếu như mà đổi lại thì mình cũng mong muốn là Hải sẽ là người thắng. Ôi hiểu khỏe ghê ha. Trụ hồi nãy của Hải chắc hơn. Hải trụ bằng quyền bàn, phến trụ bằng mũi. Trụ bằng mũi mới đúng chứ anh. Em trụ bằng mũi dễ bị trơn lắm. Tại lúc mà xuống rồi nè. Sao tôi cứ làm sao ấy đồng chí ạ? Đồng chí hiểu chứ, nó cứ làm tôi mất tập trung á. Thì không nhịn được, còn cái này thì còn cố, nhưng cái bị gồng ấy bạn. Bây giờ nhịn tiểu gì, buồn tiểu gì? Không, tôi buồn nặng lắm. Có sao không? Tôi buồn boom. Nặng lắm không? Nặng lắm, nặng ký luôn á. Tiếp theo, 4 đồng chí của lượt 2 vào vị trí. Trời ơi, cái tay mình ngắn luôn chứ. Làm sao với tới. Các đồng chí đã sẵn sàng. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Sơn. Đúng rồi Sơn ơi. Cố ơi, Lạp ơi, cố ơi. Nhích chặt đi. Nhích chặt đi. Cố ơi, Lạp ơi. Cố ơi, Lạp ơi. Lạp. Sơ lên đi, đúng rồi. Tôi đang cảm giác như là tôi đang móc một cái sợi dây vô một cái vách tường và tôi kéo với một cái vách tường đó gì đó. Tôi cảm giác tôi không đi được. Cố lên Lạp ơi. Rồi. Mono. Trả bàn chân anh ơi, trả bàn chân. Quá, ông này trời đúng vị trí luôn ha. Quá hay quá. Rất tốt lên nào. Ô phát làm gì vậy? Mono. Kéo đây. Chưa, kéo đi. Kéo đây. Xong. Lượt thứ nhất, đồng chí Hoàng giành chiến thắng.
gì đó đang đó. Bây giờ lúc chiến tranh thì làm sao mà mình có thể từ từ nhá, tôi đau bụng quá không thể như thế được. Em vẫn chấp hành hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, em vẫn đang làm sau. Chưa kịp vừa ăn mừng chiến thắng đúng không? Dạ chưa kịp, em phải phải đi luôn. Lập ơi Lập, dù có trong gai sắt cánh kề vai, dù có trong gai sánh vai bộ hết, dù có trong gai sánh vai bộ hết. Lập ơi Lập, dù có trong gai sắt cánh kề vai. Xong chưa? Kiểm tra lại đi. Thưa đồng chí trung đội trưởng, tôi có thể qua cổ vũ đồng chí Lập được không? Cho phép đồng chí. Dạ, cho phép tôi qua trước mặt đồng chí Phát La được không ạ? Cho phép đồng chí. Tự tin lên, tự tin lên, hai đối thủ đang có vẻ hơi mệt đó. Vào vị trí. Hạ tốc trọng tâm nha Phát ơi. Mày muốn thắng hay muốn gì? Thắng. Các đồng chí đã làm công tác chuẩn bị xong. Sẵn sàng. Chân trước chân sau, chân trước chân sau. Cố lên, cố lên, cố lên Lập ơi, cố lên, bình tĩnh. Đúng rồi, từ từ lên. Mạnh lên. Từ từ, đừng từ từ, từ từ, từ từ. Chân trước chân sau, bù lên. Ê, từ từ, đừng mạnh lên, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chắc lại, chắc lại, chắc lại. Đừng, đừng báo, đừng báo. Chắc lại, chắc lại, cố lên, từ từ. Là bị kéo đó, từ từ, từ cái chân. Đạp từ từ. Thủ trước đã, thủ đã, đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ, từ từ. Tiếp, tiếp, tiếp một tí, tiếp một tí. Rồi, thủ lên, đấy, đó, đó lên. Rồi, đó, 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 đó. Bắn lên Lập, bắn lên. Rất khoa lên, còn hộp tiết đạn. Kéo, kéo mày. Kéo mày, kéo, 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 kéo. Đúng quá hả? Thôi ráng đi, ráng đi, đừng chết, đừng chết. Chưa, chưa, người ta chưa đụng mà mày ráng lên phát. Ráng lên phát. Ráng lên phát. Rất khoa lên, còn hộp tiết đạn. Xong. Trận đấu này, đồng chí Sơn giành chiến thắng. Mình không nghĩ được đến là kiểu mình có hoàn thành hay mình chiến thắng được cái gì không, mà mình chỉ biết là mình dùng hết sức bình sinh, mà hết sức mà mình còn lại để hoàn thành cái thử thách đó. Thì mình cũng đã xác định là lực mình đã yếu rồi, qua vòng thứ 3 cũng cố gắng hết sức cũng không được, và đến vòng của đồng chí Phát La thì mình cũng có một chút tự tin. Sao mày bỏ cục quay ấy? Sao mày bỏ cục quay ấy? Chịu nổi. Mày chịu không nổi, mày có phải chiến đấu chứ, sao mày bỏ cuộc hoài vậy? Con Trần nó mà, sao về nhanh vậy? Cậu vũ nó cỡ nào nó cũng đấu được đó. Phát ơi, huấn luyện viên của em bỏ cuộc rồi, đội rồi. Hai đồng chí cho căng dây, chuẩn bị thi đấu lượt cuối cùng. Em thủ nhiều cho người ta mệt, cứ thủ là chính, cứ từ từ. Chuẩn bị, sẵn sàng. Mạnh lên, mạnh tĩnh, giữ chắc lại, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Di chuyển đi Phát. Đúng rồi, di chuyển đi, rồi. Đúng rồi, di chuyển đi, rồi. Đặt chân xuống. Rồi bước đi, bước đi, bước đi, bước đi. Bước đi, bước đi, rồi lấy xuống. Chạy, chạy, chạy lên. Rồi bay xuống. Chạy, 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 chạy. Kết thúc, đồng chí Phát giành chiến thắng. Rõ rồi đó, trưởng thành rồi đó, Phương Trang. Các đồng chí tháo trang bị nhanh chóng về hàng. Sau cái phần thi đó thì em cảm giác hối hận. Em hối hận khi mà em đã đánh giá thấp đồng chí Phát. Dạ. Tại vì trước khi đến với chương trình thì em có nói là em sẽ cố gắng đánh bại đồng chí Phát, thì em đánh giá một cách rất là chủ quan là đồng chí Phát sẽ yếu hơn mình. Nhưng mà khi kéo ở đó thì mới là đồng chí Phát, ngoài cái việc cố sức ra, đồng chí Phát cũng sử dụng những cái
cách chiến lược để mà có thể giành được cái phần thắng về mình. Về kết quả, xếp thứ nhất là đồng chí Tuấn và đồng chí Hoàng ở cả hai hạng cân. Xếp thứ hai là đồng chí Sơn và đồng chí Phến. Xếp thứ ba là đồng chí Hiếu và đồng chí Phát. Và xếp thứ tư là đồng chí Hải và đồng chí Lập. Các đồng chí cũng nhìn thấy là trong bất kỳ một cái trận đấu hoặc một cái nhiệm vụ nào cũng vậy, thì cái tính chuẩn xác cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Ví dụ điển hình là trận đấu có đồng chí Hải và đồng chí Phế tham gia, đúng không ạ? Vì vậy cái tính chuẩn xác là một cái vấn đề mà các ông chí cũng phải hết sức lưu tâm. Nếu các ông chí không có ý kiến gì, ta ra vị trí lấy vũ khí trang bị, cơ động, chuyển nội dung, bắt đầu. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media. Nói sao? Năng lượng chuẩn xác. Lá xuống. Đợt này gặp thằng Mono mới biết là nó tiểu phẩm phết đấy chứ. Đầu tưởng nó làm lì. Đồng chí Hoàng đây là không còn thiết tha việc ca hát nữa, mà thấy thích diễn hài hơn đúng không ạ? Không có, không có. Như vậy là không đúng. Đó, tiểu phẩm nữa, tiểu phẩm nữa. Tại sao lại phải là nói giọng miền Nam rồi này nọ các kiểu chi vậy? Thì nói vậy cho giống anh đi. Tôi không muốn nói giọng giống tôi muốn là đồng chí Hoàng. Kính thưa đồng chí, tôi báo cáo với đồng chí rằng là tôi rất yêu âm nhạc. Và bên cạnh đấy, nếu được diễn, tôi cũng sẽ sẵn sàng để diễn tiểu phẩm với các đồng chí luôn. Lập ơi, bây giờ nói với Mono á, hãy nhìn Phát Lan như một người mẹ thiệt và nói câu con yêu mẹ. Tôi cũng sẽ sẵn sàng để diễn tiểu phẩm với các đồng chí luôn. Dính bẫy rồi. Rồi, diễn một cái tiểu phẩm này, một người mẹ tần tảo. Rồi nói một câu yêu thương mẹ thôi. Debut nha. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mẹ à, hãy nhìn con đi. Nhìn đi, nhìn vào ánh mắt của con đi. Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ nhìn rõ chưa? Nhắc ma mẹ hả? Cái này diễn hài mà con. Các tiên là tôi đánh giá rớt nha. Thôi tập trung hát đi. Ở vậy nè, đồng chí Hoàng cứ nuôi dưỡng cái tinh thần mà muốn diễn xuất của mình đi. Tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có một cái tiểu phẩm gì đó xứng đáng cho đồng chí Hoàng. Bây giờ tôi xin phép các đồng chí, tôi xin làm host trong cái giai đoạn chúng ta nghỉ giải lao. Dựa theo cái tiểu phẩm vừa nãy thì tôi cũng sẽ có những cái tiểu phẩm cho tất cả các đồng chí. Yeah. Nếu như các đồng chí rơi vào trường hợp đó thì các đồng chí sẽ phải xử lý và sẽ phải đáp trả như thế nào? Là sao? Đây là ơn giời, đồng chí đây rồi. Thì tôi sẽ đặt ra một câu thoại của một nhân vật. Nhân vật đó chính là bạn gái của các đồng chí. Hôm bữa là có chia sẻ là các đồng chí là chưa có gia đình đúng không ạ? Nhưng mà có bạn gái chưa ạ? Chưa. Chưa luôn? Chưa. Ôi, vậy thì mình hãy tưởng tượng đi. Biết đâu là sau này là nhờ cái sự tưởng tượng này mình sẽ có bạn gái một cách dễ dàng hơn. Tôi sẽ mời ba đồng chí. Xin mời tiểu đội trưởng, xin mời đồng chí Hoàng, xin mời đồng chí Vũ. Chiến sĩ mới của chúng tôi thì chúng tôi luôn, người luôn đứng hàng đầu đó là đồng chí Tuấn ạ. Ba đồng chí tưởng tượng là ba đồng chí đã có người yêu. Có người yêu ha, có bạn gái rồi. Ngày hôm nay cô ấy chạy tới, thất tha thất tưởi, hất hả khải nói: Anh xem hôm nay em có khác gì không?
Nhưng mà thật ra nhìn hoài không thấy khác thì ba đồng chí đáp trả như thế nào? Tin tưởng rồi, trời ơi, tôi mắc khác cười không biết ta. Chết ở đây, tôi bao chứ chết cũng chả nhẽ được tôi, có gì khác không phải nói, ba câu thổi hết. Ây da. À trước ạ. Tôi đang ghi đồng bột. Anh, hôm nay anh thấy em có khác gì không? Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Ủa anh sao vậy anh Tuấn? Các đồng chí chơi tôi. Cho em một cái nữa đi, thôi cho em một cái nữa đi, cho em một mạng nữa đi. Anh, hôm nay anh thấy em có khác gì không? Em để râu hả? Em để râu hả? Ok, giơ tay các bạn. Quá dễ thương. Người tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón với lại một dancer của tiểu đội 1. Xin mời đồng chí Vũ. Tôi có một ý kiến. Là thay vì kịch bản mới, tôi có thêm một kịch bản nữa cho đồng chí Vũ. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Mình cũng ác lắm nha, nãy giờ người ta chuẩn bị tình huống gì. Cái mặt tiểu đội trưởng. Phải linh hoạt chứ. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy. Tội gì một kịch bản nữa. Phí hết tâm sức bài mưu tính kế mà. Các đồng chí không hiểu tôi gì cả. Tất cả đều hiểu một ý đó. Tại sao anh làm thế với em? Tại sao anh nói là anh yêu em, anh dành hết tình cảm cho em đợi anh về mà tại sao anh lại vào. Anh đã muốn nói với em rất nhiều lần rồi. Sao anh không nói sớm? Sao anh không nói sớm? Anh đang đi bộ đội. Anh phải sống xa em. Anh cũng rất mong em được hạnh phúc. Hợp lý. Nãy giờ đồng chí Hoàng chờ cũng khá lâu rồi. Xin mời đồng chí Hoàng. Tình huống của Lập, mời Lập ra diễn. Mời Lập ra diễn, thấy không? Đổi người đi. Tôi nghĩ là Việt Hoàng đi. Việt Hoàng bảo bốn não chơi. Rồi, ok. Nhớ ra cò té nữa nha. Loan phải té hả? Đúng rồi, rất co mà. Sao trận mắt đến vậy? Sao vậy em? Sao? Em sao? Em sao vậy? Hôm nay anh thấy em khác. Anh có thấy em khác cái gì không? Có.
Cái gì vậy? Hôm qua em đi bình thường, sao hôm nay em đi lại ngã vậy? Vì em vừa vấp phải trái tim của anh đó. Vấp phải trái tim của anh đó. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Damn. Thưa toàn thể các đồng chí, nội dung tiếp theo chiều ngày hôm nay, trung đội tổ chức hội thao leo dây ngang. Lần lượt từng đồng chí thực hành leo dây ngang vượt qua hồ nước. 8 chiến sĩ mới lần lượt thực hiện vượt qua hồ nước bằng kỹ thuật leo dây ngang với độ dài 20m, độ cao 2,5m. Yêu cầu từng chiến sĩ phải vượt qua hồ nước mới được tính kết quả. Thành tích của cá nhân được tính như sau: leo hết chiều dài dây đạt 10 điểm. Không leo hết thì kết quả không được ghi nhận. Với thể lực và kỹ năng khác nhau của mỗi người, không biết từng chiến sĩ mới của chúng ta sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Nội dung này không tham gia thi đấu đồng đội, vì vậy là cơ hội để các đồng chí thể hiện hết khả năng của bản thân. Trước khi các đồng chí tham gia, đồng chí Vũ, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thực hành vượt dây leo ngang qua hồ để các đồng chí quan sát. Bắt đầu. Trung đội bên phải quay. Đội mẫu vào vị trí. Tiến. Chạy. Ôi. Vũ là mà còn khó như này thì anh em mình sao ta? Trước khi bước vào nội dung kiểm tra, trong hàng thì có đồng chí nào xung phong thực hiện đầu tiên? Đồng chí Hoàng. Dạ. Tôi là người tiếp theo. Tôi đang nghĩ đồng chí Phến là muốn giành vị trí thi đầu tiên với đồng chí Hoàng. Dạ, cũng được. Đồng chí Lộc. Vừa rồi là tôi xếp cuối cùng trong hạng mục về sức khỏe, thì tôi muốn thử thách về khả năng leo trèo này của tôi. Hy vọng rằng là sẽ là không làm cho trung đội trưởng thất vọng. Thì người thi đầu tiên sẽ là đồng chí Hoàng. Các đồng chí có nhất trí không? Nhất trí ạ. Lúc mà em nhìn thấy sợi dây dài như thế, em bảo ô thú vị và em muốn thử sức mình. Đồng chí Nguyễn Việt Hoàng lên dây. Cố lên. Dù có trong gai, sát cánh kề vai. Đồng
sắp đến rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tiếp theo, đồng chí Mai Tài Phến. Rõ. Vào vị trí. Thì khi thấy vị Hoàng làm tốt quá thì mình sợ mình không làm được, cũng hơi một chút áp lực. Cố lên. Yên. Leo hết chiều dài dây. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lúc đó mình có nói trong lòng một câu là mình là chiến sĩ mà, cố lên, cố lên, cố lên. Bình tĩnh, cố gắng lên. Cố lên. Thật sự rõ ràng thấy, cảm nhận rõ luôn là cái sự cố gắng và ý chí của mình đó, là được hỗ trợ từ các đồng chí khác. Đồng chí Huỳnh Ngọc Lập. Đó. Vào vị trí. Cố lên, cố lên, cố lên. Cảm ơn các đồng chí. Lên rồi. Em sợ những cái tiếng đùng mà bất chợt á, thì những cái âm thanh nào mà là tiếng nổ, tiếng đùng, tiếng gầm càng ngày càng lớn là tự nhiên em bị hoang mang. Truyền lệnh toàn trung đội tiếp tục cơ động. Ráng Lập ơi! Ráng Lập ơi!
chấp gió, có một tí nữa thôi. Cố lên, rồi, cố lên, rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Hết tập, đồng chí Lập hoàn thành nhiệm vụ. Thái tự do. Hay quá, hay quá. Em chỉ quyết tâm em làm và em đã vượt qua được tiếng nổ. Em không còn giật mình bởi nó nữa và nó không phải là một cái để cản trở em chi quá trình em làm nhiệm vụ. Tôi tin đồng chí. Cố lên. Lên rồi. Nâng cho đồng đội. Gần tới rồi. Cố lên. Con nửa đường rồi, cố lên. Ê, bác ơi, con. Có hai luồng suy nghĩ lúc đó trong đầu em, một là buông tay ra đi cho nó xong, tại vì không đi được nữa, hai là nhất quyết phải giữ. Leo tiếp để chiến thắng hay thất bại. Thôi, cố lên. Đến cái giới hạn của em à, nó quá đau rồi. Cái là cái cơ bắp của em các thứ nó đau đến mức mà em không còn có thể giữ được nữa rồi á. Phía sau lưng đồng chí là chúng tôi. Cảm ơn anh em đã cổ vũ. Tôi kén gồng hai cái tay. Giỏi rồi. Cảm ơn anh em. Đồng chí Phạm Hoàng Hải. Lúc đấy đối với em thì thử thách này giống như kiểu phải vượt qua để mà lấy lại danh dự của những cái lần thua ấy. Lên dậy. Cố lên.
Nhờ Đông ơi. Cần hơn. Móc lên, móc vô. Qua được. Sau yêu, đúng rồi. Ê! Con. Đi lên đi. Tí ra móc sâu vào tí là được rồi. Thì thấy là thể chất của mình đúng là hơi đúng là phải cải thiện ngay. Leo. Cố lên Tuấn ơi. Đừng bỏ cuộc. Móc vào. Móc vào. Đúng rồi. Tuấn hoàn thành nhiệm vụ, về vị trí. Nghiêm anh Hiếu. Ôi trời ơi. Cố lên. Anh Hiếu ơi. Rồi hết mình thôi. Cố lên anh Hiếu. Vào vị trí. Doraemon cố lên. Dễ thương ghê á. Đó, một là em lùn, hai nữa chân em ngắn, tay em cũng ngắn, em lưng em lại dài. Đó, nó một cái combo thật là combo hủy diệt luôn. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Sơn. Quyết tâm. Leo. Go!
Phía sau lưng là anh Chí là chúng tôi. Tay chân chân sau. Sắp về rồi. Thôi tập. Mời em vị trí. Hay lắm Quỳnh Sơn. Thưa đồng chí trung đội trưởng, tôi có ý kiến. Sau một bài thi, tôi đã được chứng kiến những đồng đội của tôi đã hết mình vì bài thi này. Thì bản thân tôi và tôi nghĩ là các chiến sĩ ở đây ai cũng sẽ muốn được xem trung đội trưởng của mình hoàn thành nhiệm vụ này. Trung đội trưởng. Tôi chính là bộ phận bảo hộ. Cảm ơn ý kiến của đồng chí Hoàng. Nhưng mà nội dung này là cũng lâu lắm rồi không leo đấy. Tôi đang nghĩ đến cái giai đoạn là khi mà mình mỏi lắm rồi, sự quyết tâm nó đạt đến ngưỡng rồi, không biết có ai cổ vũ động lực cho mình không. Chúng tôi phải đồng chí chúng tôi trưởng. Chúng đội trưởng. Chúng đội trưởng. Nếu bây giờ mà tôi mà leo sang hết cái dây bên kia thì thế nào nhỉ? Thì những tràng pháo tay thật to sẽ dành cho chúng đội trưởng. Chúng đội trưởng. Chúng đội trưởng. Chúng đội trưởng. Mời chúng đội trưởng vào vị trí ạ. Chúng đội trưởng. Không phụ cái sự mong mỏi của các đồng chí là hôm nay cho tôi được leo lại dây leo ngang. Chúng đội trưởng mãi đến. Bao tay cho trung đội trưởng. Quá đỉnh rồi trung đội trưởng ơi. Viettel Media. Damn. Ôi. Thưa toàn thể các đồng chí, nội dung huấn luyện leo dây ngang không chỉ là rèn luyện cho bộ đội về sức khỏe mà còn rèn luyện cho bộ đội cả về bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm. Đồng chí Hải phát biểu trước tập thể một vài cảm nghĩ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, ở trong quá trình đu dây, tôi không muốn nói là vì vấn đề sức khỏe hay gì, nhưng tôi có sơ sẩy một chút nên là đã không thể hoàn thành được bài thi. Tôi coi như đây là một bài học để tôi có thể làm được tốt hơn và vượt qua chính bản thân mình. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, trước khi tôi tham gia thử thách tôi rất là lo lắng, tại vì cái quãng đường nó rất là dài. Tôi chỉ nghĩ trong đầu là cứ cố lên, đặt được chân đến được bờ bên kia thì bản thân tôi, với cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rất là tự hào, bởi vì cuối cùng thì sau 2 ngày mà cùng với các chiến sĩ ở đây, được sự giúp đỡ của các chiến sĩ của trung đội trưởng, tôi đã có một chút thành tích gọi là cá nhân để có một chút động lực cho những ngày hoạt động tiếp theo thêm tự tin hơn. Đồng chí Lập cứ bình tĩnh. Chúng ta vỗ tay cho đồng chí Lập nào. Báo cáo trung đội trưởng, cảm xúc của tôi từ nãy tới giờ nó đã dâng trào tới đây. Thật sự thì khi mới bước vào thì tôi có một tâm lý rất là hoang mang. Tôi rất sợ là không theo kịp tất cả những đồng chí khác. Thật sự nhìn tôi nhọt rất là nhỏ con, thoạt nhìn thì người ta cũng sẽ khó mà tin được tôi có thể làm được những điều mà tôi chưa bao giờ làm. Từ hôm qua tới giờ tôi bị ám ảnh bởi tiếng bơm. Tôi hứa với lòng rằng là ngày hôm nay tôi sẽ khắc phục. Và cái nãy vừa đu dây vừa nghe tiếng bơm và tôi đã
chinh phục được cái sợ hãi đó. Cái mà tôi giữ ý chí trong đầu đó là sự động viên của tất cả những đồng chí. Về đến nơi, khi mà tôi chân được đáp xuống đất là tôi không còn thấy gì nữa cả. Tôi chỉ thấy tự hào thôi ạ. Trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu còn nhiều cái nhiệm vụ khó khăn hơn, vất vả hơn, đôi khi ảnh hưởng đến cả sinh mạng. Để góp phần xây dựng con người các đồng chí trở thành một người quân nhân đủ bản lĩnh, đủ năng lực, xin chúc mừng các đồng chí. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media. Tối nay ông ta sinh hoạt rút kinh nghiệm với nhau. Quá trình cơ động ngoài thao trường, khi tập trung chúng ta thành hàng lối, nhưng quá trình cơ động di chuyển đi rất lộn xộn. Đội hình đi cơ động ra thao trường, đội hình về phải tập trung để kiểm tra quân số, vũ khí và trang bị. Vì cái sự lộn xộn của chúng ta ngày hôm nay dẫn đến mất mát về trang bị. Việc này thì tôi với đồng chí Hoàng sẽ nhận trách nhiệm trước đồng chí trung đội trưởng. Cái này trung đội các đồng chí rút kinh nghiệm. Việc thứ hai, qua một ngày học tập công tác, cái thể lực của chúng ta buổi sáng là phải bỏ ra rất là nhiều. Các đồng chí chiến sĩ mới ở đây thì có đồng chí Hoàng, đồng chí Hải và đồng chí Phến sáng nay vác hỏ. Thì đến chiều là cơ tay chưa hồi được, dẫn đến là đồng chí Hoàng, đồng chí Phến cũng là người có thể lực tốt, bị tay là đã mất cảm giác. Thế đồng chí Hải suy nghĩ là đồng chí có lỗi, anh em động viên. Thế đồng chí Hải cũng không có buồn bã gì cả. Em rất thích kiểu làm việc tập thể. Nhưng mình không thích mình là người làm ảnh hưởng. Mình thích là người giúp đỡ anh em. Mình thích là người mạnh. Thì buổi tối nay tôi cũng tổ chức một cái mini game nhỏ. Tôi cũng đã chuẩn bị một cái hộp. Lại hộp trước mini game. Anh Chí là chuyên về bên game hả anh Chí? Box game. Cái thể lạ, ở đây chúng tôi có các gói câu hỏi liên quan đến chủ đề tình yêu. Các đồng chí chiến sĩ mới, từng đồng chí một trả lời xong thì đồng chí sẽ chỉ định người tiếp theo lên để bốc câu hỏi và trả lời. Cái này thì sở trường của đồng chí Hiếu sao? Tính ra là trong cỡ khoảng 6 năm nay mình có ít bạn gái nhất rồi. Đó, chắc chắn luôn. Thì xin hỏi anh, đường tình yêu của anh thì chắc ít nhất cũng khoảng 10 người. Không biết. Thiệt, chị em gió kinh khủng. Còn nào về tình yêu ấy nhưng mà chị Hoàng có vấn đề gì đấy? Chị Hoàng có vấn đề gì đấy? Tôi vẫn đang chờ. Vậy thì mời chị Hoàng lên chơi đầu tiên. Chơi đầu tiên. Chị Hoàng lên. Dạ. Đồng chí sang người chơi đầu tiên. Tôi sẵn sàng. Đây, tôi phải nắm được. Sự khác nhau giữa thích và yêu. Thích và yêu. Và làm một câu thơ có từ thích và yêu luôn nha. Phải thực sự là đúng với tình cảm của mình. Vâng. Sự khác biệt giữa thích và yêu. Thích và yêu là hai từ đã khác nhau rồi. Thích là có 4 chữ, còn yêu thì có 3 chữ. Thích thì có thể là coi là có thể là mình cảm nắng một xíu. Thế nhưng mà mình phải cân bằng lại được. Mình là người đàn ông, mình phải biết đâu là người quan trọng nhất đối với mình trong thời điểm hiện tại. Đồng chí có đang yêu ai không? Dạ. Đồng chí có người yêu chưa? Tôi yêu âm nhạc. Tôi hết mình vì âm nhạc. Tôi đang sống vì âm nhạc. Và tôi sống vì nghệ thuật. Đồng chí Hoàng vừa trả lời câu hỏi. Đồng chí Phên có ý kiến gì ạ? Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng. Cái người quan trọng nhất bên cạnh mình đó, nó không phải nằm ở hiện tại mà nó nằm cả tương lai nữa. Chính và xác. Sau này và mãi mãi. Đó mới là người bên cạnh. Mời chính Lập. Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng. Thích nó chỉ là khoảnh khắc. Còn yêu đó là quá trình. Và có thể là dẫn đến tương lai. Cái chủ đề này hay quá, tôi xin bổ sung ạ. Mời đi Tuấn ạ. Giữa thích và yêu nó chỉ khác nhau về thời điểm thôi. Thích và yêu nhiều khi nó chỉ là một người.
đối với tôi nó sẽ là giống nhau. Tôi thấy đồng chí, đồng chí chưa vào vấn đề lắm. Tôi xin phép và tôi đang báo cáo thưa đồng chí. Phải vậy hả? Tôi thấy đồng chí, đồng chí chưa vào vấn đề lắm. Tôi yêu cầu đồng chí phải lắng nghe. Tôi muốn nói thêm một câu nữa, nó ngắn gọn. Mình còn nhiều câu lắm. Giữa năng lượng đi, mình còn nhiều câu lắm. Nói chỉ 6 từ thôi đồng chí. Được không đồng chí? Được. 6 từ của đồng chí phép. Tôi tóm gọn giữa yêu trở thành thích. Dừng dừng dừng, hết 6 từ rồi. Tôi tóm gọn yêu trở thành thích là 7 chữ rồi. Tôi không hiểu là đồng chí. Quá đủ rồi Phan. Phan ơi làm chiếc Phan. Thôi nói đi với em đi, em nghe nè. Phan ơi làm chiếc Hoàng. Rồi dạ. Chỉ định đồng chí tiếp theo. Đồng chí Phến. Mời đồng chí Hoàng về vị trí. Đồng chí Phến. Mời đồng chí Phến lên bốc câu hỏi. Số gì đây, số gì đây? Nếu được quay lại quá khứ và thay đổi một việc, bạn sẽ thay đổi điều gì? Tôi sẽ nói về gia đình. Cách đây cũng khoảng mười mấy, 20 năm trước á, thì tôi có một lần làm cho ba tôi rất là buồn. Sau này tôi luôn hối hận, vẫn nhớ đến cái điều đó. Nếu tôi không trở thành một diễn viên á, thì chắc có lẽ là tôi sẽ hối hận và đau khổ nhiều năm. Hiện tại những gì mà tôi đang làm tôi nghĩ nó là thành công với bản thân tôi. Gia đình cha tôi cũng đã nhìn được điều đó và bây giờ tôi cũng cảm thấy mình nhẹ lòng hơn rồi. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái việc mà đồng chí khiến bố của đồng chí buồn? Chắc có lẽ tôi sẽ khóc. Tất cả anh em ở đây đều lắng nghe và chia sẻ với đồng chí. Chắc có lẽ tôi sẽ khóc. Chắc có lẽ tôi sẽ khóc. Bố mình là một người ít nói nhưng mà rất là thương. Chỉ là gặp nhau thì nhiều nhưng mà nói chuyện với nhau thì có chuyện mới nói thôi. Nhưng mà qua ánh mắt và những việc làm thì mình cảm nhận được là thương mình từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn luôn. Mình không muốn chia sẻ cái chuyện này tại vì mình muốn giữ trong lòng. Xin lỗi mấy đồng chí ha, tại vì tự nhiên nhắc ngang cái mình hơi xúc động một xíu. Mỗi người một suy nghĩ và mỗi người một hoàn cảnh sống của mình. Cảm ơn đồng chí Phến. Đồng chí Phến lúc đầu gặp là một người rất là mạnh mẽ, cứng rắn. Khi về sinh hoạt rất gần gũi với anh em. Năm học cả chân tôi. Cảm ơn câu trả lời của đồng chí Phến. Mình tin là ba cũng đã hiểu. Lâu lâu tự nhiên mình nhắc lại chuyện đó cái mình có cảm xúc vậy thôi chứ thật ra cũng không có gì đâu. Ủa, cái này là bỏ vô ngược lại hả? Không, xong rồi là tôi bỏ ra ngoài rồi. Bạn muốn có siêu năng lực nào? Tôi muốn có một siêu năng lực tàng hình. Quý đồ muốn làm những chuyện mà người ta không biết. Quý đồ muốn làm những chuyện mà người ta không biết. Tôi nhìn ánh mắt của đồng chí thì tôi khả năng giống với suy nghĩ đồng chí phê. Nói chứ nếu như tôi có siêu năng lực tàng hình. Để nãy nói giỡn thôi. Giỡn mấy lần rồi nha nãy giờ. Thế nếu mà nói về một siêu năng lực, tôi xin quay về quá khứ. Xin quay về quá khứ. Tại sao đồng chí lại muốn quay về quá khứ? Để tôi nói chuyện được với ba tôi. Hợp lý, không khóc nha. Không, tôi không khóc. Tôi rất là tôn trọng cảm xúc của đồng chí Phến. Và tôi cảm thấy rằng có thể là bạn may mắn hơn tôi. Là bạn có thể được nói chuyện với lại ba của bạn. Còn tôi thì không có dịp đó. Lúc đó thì tôi đâu có tầm cuối năm lớp 9 thì phải. Tôi rất là muốn nói chuyện với ba tôi nhiều thứ nhưng mà lúc đó cái nhận thức của mình nó chưa có tới. Mình muốn quay về quá khứ với cái suy nghĩ này, với cái hình hài này để mình có thể tâm sự với ba mình nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chồm đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Ba Tuấn chắc chắn sẽ tự hào bởi vì con của mình nó luôn chiến đấu một cách hết mình và nó không bỏ cuộc. Bây giờ mình chỉ còn mình mẹ mình thôi. Cho nên đó là mình cũng không có muốn mẹ mình thấy cái năng lượng
gì đó buồn bã của mình quá nhiều. Thật sự là nếu mà má có coi cái chương trình này thì con nói thật luôn là má đừng có lo, con mới yên tâm đi, là con của má cũng đang rất ổn. Dạ, mình có ở đây là nụ hôn đầu của bạn. Bây giờ phải nhớ là ai ta, nó mới là cái câu hỏi này. Thôi để cho đỡ mất sự đoàn kết thì đồng chí hãy chia sẻ nụ hôn đầu của đồng chí với vợ đồng chí hiện tại. Ai cha. Trời ơi, gán nhớ nha. Nói sao thì nói, cái nụ hôn đầu tiên mình với vợ của mình thật sự nó rất là nhạt nhẽo luôn ấy. Nhạt đối với đồng chí nhưng mà lại hay đối với chúng tôi. Nhưng mà như thế nào để dẫn đến cái sự nhạt đó ạ? Thì tôi kêu nhạt nhẽo bởi vì có một lần là hai vợ chồng chỉ mình trên taxi thôi. Tôi đã tụ kiếm đủ loại chuyện để nói với vợ tôi rồi. Và bây giờ kiểu như là hai người ngồi với nhau đi chơi mấy lần rồi mà nắm tay còn khó cơ. Hả? Cái kiểu nó không có sự kết nối. Tôi nghĩ thôi, con gì đã mất đâu. Hả? Bay vô luôn đó. nhưng mà tôi hỏi kêu không liên quan đến là taxi đi đâu. Đồng chí kỳ quá. Tôi thấy đồng chí đã hỏi những cái câu mà nó đồng chí quá còn hỏi rồi. Hiểu rồi, đội trưởng hay hỏi sâu. Lúc đấy là nhà có giờ quy định là phải về đúng trước 10 giờ. Ừ. Là tôi ra đưa vợ tôi về nhà. Qua hai ngày vừa rồi, đồng chí có nhớ vợ mình không? Tất cả đây đều thách đồng chí nói không. Đây khả năng là một cơ sở cho tôi sau này tôi áp dụng. Và sao đồng chí hỏi kỹ quá? Cho đội trưởng nhớ nha. Xin cảm ơn đồng chí Hiếu về tình yêu rất đẹp của hai vợ chồng. Hôm nay là ngày mệt hơn hôm qua. Nhưng mà hôm nay là cái ngày tình đồng chí nó nhiều hơn hôm qua. Chỉ có là trong cái môi trường này được làm chiến sĩ thì mới thể hiện được cái tình cảm này. Cái từ đồng chí, đồng đội, lời thuật ngữ nó cao cả lắm các đồng chí. Chỉ có các đồng chí đang ngồi đây bây giờ tôi mới gọi các đồng chí là đồng chí. Thời gian tới chúng đội giữ vững được cái tinh thần như thế này, vừa quyết tâm vừa đoàn kết và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xin cảm ơn các đồng chí. Chỉ sau có 2 ngày thôi, bọn mình đã thân với nhau, kiểu như sống với nhau cũng khoảng tầm vài năm rồi. Anh em thật sự cảm giác như là một gia đình. Chắc là do có môi trường khắc nghiệt khiến cho những điều nhỏ nhoi nó trở nên quý giá như mình. Tất cả cái thử thách mang tất cả mọi người gần gũi nhau hơn. Từ sáng đến tối là phải là ý chí, phải là ý chí, phải là ý chí. Đây là một cái trải nghiệm tuyệt vời, mình nghĩ thế. Em mong chờ ngày mai sẽ là những nhiệm vụ nó đỡ sử dụng tay chân nhiều hơn. Nhưng ngày hôm nay thì em đuối quá. Mà em nghĩ rằng là sẽ không có nhiệm vụ nào mà nó nhẹ nhàng đâu. Nhưng mà thôi, nhiệm vụ như thế nào đến thì tụi em còn cái gì tụi em sẽ đến với nhiệm vụ đó bằng những gì mà tụi em có. Mọi người làm được, em cũng sẽ làm được. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Chọc lét mấy đồng chí cũng chưa cười nữa. Từ trước khi mà tôi gặp đồng chí Sơn, tôi thấy đồng chí Sơn là một người ca sĩ rất là dễ thương. Nhưng mà từ khi tôi thấy đồng chí Sơn chào. Chào. Thôi, tất cả. Vận động nhanh. Hỏa lực bắn.